Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thử tên lửa hàng loạt thông qua luật tuyên bố là quốc gia hạt nhân. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Hội đồng Nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã chính thức thông qua luật quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Để tự vệ, luật tuyên bố Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, cho phép nước này tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phát hiện một cuộc tấn công